phủ nhận chuyện có bầu, nhưng khi địch đại Nhật Ba vừa ngoi lên, bị một số anti fan phản nhan sắc như hậu sản. Thời gian gần đây, địch đại Nhật Ba liên tục là cái tên gây ồn ào trên mạng vì nghi vấn có bầu. Thời gian gần đây, nghi vấn địch đại Nhật Ba liên tục trở thành đề tài ồn ào trên các trang báo. Nhiều người tò mò liệu mỹ nhân Tân Cương có thực sự mang thai hay không. Dù phía Nhật Ba đã nhiều lần phủ nhận, nhưng không phải ai cũng tin vào chuyện này. Mới đây, phía đại diện của địch đại Nhật Ba vừa lên tiếng và khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm đối với những người tung tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của cô. Nhưng trong thông báo, phía đại diện lại có phát ngôn chung chung và không hề nói rõ lý do kiện người tung tin. Chuyện này khiến khán giả hơi mơ hồ. Để khẳng định thêm rằng chuyện địch đại Nhật Ba có bầu là giả, phía đại diện của nữ diễn viên còn vừa đăng một đoạn video chia sẻ của cô về lịch trình công việc sắp tới. Đây được coi là chiêu thức nhằm xua tan tin đồn bầu bí thời gian vừa rồi. Nhưng không ngờ địch đại Nhật Ba lại chịu phản ứng ngược từ phía cộng đồng mạng. Cụ thể trong video ngắn này, một số người khó hiểu khi người đẹp Tân Cương chỉ quay từ phần ngực trở nên không lộ bụng. Hơn thế, ngoại hình của cô có nhiều sự thay đổi, trông thần sắc và khí chất của Nhật Ba kém hẳn. Có cư dân mạng còn lấy hai bức ảnh của địch đại Nhật Ba khi cô mặc cùng kiểu áo để mang ra so sánh để thấy rõ sự khác biệt. Cũng có bình luận còn cho rằng người đẹp Tân Cương như đang bước vào thời kỳ hậu sản khi vừa sinh con. Bất chấp những lời đồn đại, phía fan của địch đại Nhật Ba vẫn ra sức bảo vệ thần tượng. Một số còn cho rằng cư dân mạng quá khắt khe với nghệ sĩ nên cứ bắt ép họ phải đẹp long lanh mọi lúc mọi nơi. Hơn thế, nếu giả sử địch đại Nhật Ba có con là thật thì đây là điều hạnh phúc không đáng bị mang ra soi mói như hiện tại. Trước đó, vì một bức ảnh diện áo khoác lông, địch đại Nhật Ba dì nghi vấn có bầu vì vòng hai nhô khá cao. Hơn thế, có tin đồn rằng cha của đứa bé chính là Hoàng Cảnh Du. Thời quá khứ, cả hai từng nhiều lần bị đồn đang quen nhau nhưng chưa từng thừa nhận. Sau chuyện này, tin đồn lại tiếp tục lan truyền. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.